Nếu ăn rau bắp cải, bạn nhất định phải nhớ điều này. Bắp cải không những là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn là vị thuốc quý được sử dụng nhiều trong dân gian. Bắp cải là món ăn dân dã quen thuộc với nhiều người. Tuy nhiên, khi vào vụ, nhiều người vẫn ăn món này thường xuyên mà không biết đến những lợi ích cũng như những hạn chế của món rau này. Dưới đây là một số công dụng chữa bệnh của bắp cải rất có thể bạn chưa biết. Giúp giảm đau. Bắp cải không phải là thuốc có tác dụng điều trị giảm đau, nhưng nó lại là thực phẩm có thể giúp bạn giảm đau do viêm. Hoạt tính chống viêm của bắp cải sẽ làm giảm sưng cho khớp, giảm đau cho cử động và trả lại cho khớp sự trơn tru. Để giảm đau, bạn có thể lấy lá bắp cải cán dập gân lá, hơi nóng rồi áp lên chỗ đau bên ngoài, rồi dùng vải dày áp lên rồi cột lại. Trị ho đờm. Với vị ngọt tính mát, có tác dụng làm mát phổi, thanh nhiệt, trừ đàm, giải độc nên có thể trị ho, đặc biệt là ho do viêm họng và tác dụng tiêu đờm. Mỗi lần dùng khoảng 100g cải bắp, 500ml nước, sắc còn 1/3 thể tích, cho thêm vài thìa mật ong uống trong ngày. Hoặc bạn có thể kết hợp ăn phần búp non trắng ở giữa bắp cải. Giảm béo trị tiểu đường. Bắp cải có thể giúp bạn giảm béo khá tốt. Trong bắp cải rất giàu chất xơ, nhanh làm đầy dạ dày và làm chậm lại quá trình hấp thu chất béo, giúp bạn ít cảm giác thèm ăn. Bắp cải có rất ít năng lượng nên ăn dù có nhiều bạn vẫn không bị lên cân. Gần đây người ta phát hiện được trong bắp cải một chất mới là axit tectonic, có tác dụng ngăn chặn quá trình chuyển hóa glucid thành lipid, chống được bệnh béo phì. Ngoài ra, cải bắp còn có tác dụng làm giảm quá trình đồng hóa glucid và giảm đường huyết. Dùng 100g hàng ngày giúp phòng và trị bệnh tiểu đường type 2. Trị táo bón. Trong các loại rau điều trị táo bón, bắp cải đứng trong hàng ngũ những rau hiệu quả nhất. Lý do là vì bắp cải rất nhiều chất xơ trong đó. Chất xơ kích thích ruột co bóp làm việc, kích thích ruột tiết dịch tiêu hóa, làm tăng khả năng giữ nước trong lòng ruột, giúp phân mềm ra, số lần đi tiêu nhiều hơn. Lưu ý, nhóm người dưới đây nên hạn chế ăn rau bắp cải. Đối với người bị cường giáp, bú cổ, cải bắp chứa một hàm lượng nhỏ goitrogen. Chất này có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại có thể gây bú cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bú cổ, nếu ăn nhiều bắp cải sẽ có nguy cơ tuyến giáp hoặc bú cổ phù to ra. Với những người này, chỉ nên ăn một lượng vừa phải. Trước khi ăn nên cắt từng lá, ngâm rửa rồi thái nhỏ, để khoảng 10 đến 15 phút rồi mới chế biến, bởi khi đó goitrogen sẽ bị phân hủy hết. Đối với người bị bệnh thận, bắp cải là một trong những thực phẩm chứa nhiều axit oxalic. Đối với người đang bị bệnh thận, chạy thận, nếu ăn nhiều có thể làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Tốt nhất với nhóm người này không nên ăn bắp cải. Người bị sỏi thận nếu ăn nhiều, bệnh sẽ ngày một trầm trọng hơn. Đối với người bị dạ dày, bắp cải là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Theo các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, việc ăn bắp cải sống dễ sinh đầy bụng, đặc biệt đối với những người bị đau dạ dày, người táo bón, tiểu ít. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người có dấu hiệu bệnh trên, nấu ăn thì phải nấu chín, tuyệt đối không nên ăn sống, muối sổi. Đối với người có thuộc tạng hàn, khi ăn bắp cải nên kèm theo một chút gừng tươi để tăng cảm giác ấm và giảm cảm giác lạnh.